Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chiếc cốc màu vàng cam và được trang trí bởi một cái nơ màu xanh lá cây như thế này nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chiếc cốc màu vàng và được trang trí bởi một cái nơ màu xanh rất là đơn giản ở bên trên cái cốc như vậy nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình sẽ có một cái bút chì này. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái kéo nhé các bạn. Mình sẽ sử dụng thêm keo nến này. Rồi. Phần chiếc cốc của mình thì nó sẽ có hai màu thôi, đó là màu xanh để mình làm cái phần nơ này và màu cam như này để mình làm cái phần thân cốc nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn thực hiện cách làm chiếc cốc trang trí chiếc nơ như vậy nha. Thì đầu tiên là đối với cái phần tờ giấy màu cam này thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái hình chữ nhật như thế này nhé. Đây. Đây nha các bạn, thì mình sẽ lấy cái phần này sẽ chính là cái phần thân của cái cốc nhé. Và sau đó thì mình sẽ cuộn nó vào như này. Đây, mình sẽ cuộn thành hình tròn như này. Thì cái cốc thì thường nó sẽ có hình tròn đúng không các bạn, hình trụ đúng không? Rồi, sau đó thì mình sẽ sử dụng keo này. Mình sẽ dán keo vào đây. Mình sẽ dán keo vào đây và mình giữ như này. Giữ như này để cho keo nó khô nhé. Xong đó cái phần dưới này thì mình đang hơi bị thừa giấy một tí như này. Mình sẽ cắt bớt đi này. Cắt bớt đi. Rồi, sau khi đã có cái phần thân của cái cốc như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần đáy của cái phần đế của cái cốc nhé. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phần thân này. Các bạn sẽ đặt vào đây cho mình nhé. Đặt cái phần thân cái cốc vào đây này. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái bút này. Mình sẽ vẽ cái hình thân của cái cốc này. Đây, mình sẽ vẽ lên đây nhé, vẽ xung quanh cái thân cái cốc này thì mình sẽ có được một cái hình tròn ở bên dưới của cái phần này. Đây sẽ là cái phần đế của cái cốc này, mình sẽ vẽ theo cái phần đế như này. Rồi sau khi mà đã có được cái phần hình tròn đế như này rồi thì bây giờ mình sẽ vẽ thêm cái phần hoa trang trí ở bên ngoài. Đây, ví dụ cái phần thân cái cốc đây, cái phần dưới đây sẽ là cái phần đĩa, cái phần đĩa để mình có thể để cái cốc lên đúng không? Thì sau đó thì mình sẽ trang trí thêm những cái cánh hoa ở bên ngoài của cái cốc này nhé các bạn. Mình sẽ vẽ thành những cái cánh hoa như này. Đây, những cái cánh hoa nó đều nhau nhé. Những cánh hoa bằng nhau như này. Vẽ xung quanh cái cốc. Vẽ xung quanh cái đĩa. Đây nhé các bạn. Đây, mình sẽ vẽ là như này. Rồi. Ok, sau đó thì mình sẽ cắt nó ra nhé. Mình sẽ cắt cái phần cái đĩa này ra. Đây, mình sẽ, các bạn sẽ thấy cái đĩa nó có hình cái bông hoa như này. Thì sau đó mình sẽ cắt cái đĩa ra nhé. Cắt ra này. Rồi tiếp theo, cắt phần này ra. Các bạn sẽ cắt nó thừa ra một tí cũng được, không sao hết nhé. Các bạn không nên cắt nó đều với cái phần này quá, thì khi mình dán vào thì nếu nó có bị hụt một chút thì mình sẽ bị xấu cái cốc của mình đi, nên là các bạn sẽ vẽ thừa ra cũng không sao cả. Cắt thừa ra và vẽ thừa ra cho mình. Đây như các bạn, mình sẽ cắt thành cái hình cánh hoa ở ngoài như này. Rồi tiếp theo ở đây. Cắt ra này. Rồi, thì đây sẽ là cái phần đáy của cái cốc của mình như các bạn. Đây các bạn sẽ thấy là mình đã có cái hình bông hoa như này. Rồi, sau khi mà có cái phần đáy cốc này xong thì mình sẽ sử dụng cái thân này, mình sẽ dán lên cái cốc như này nhé. Đây, thì các bạn sẽ dán keo vào đây giúp mình như này. Dán keo xung quanh vào cái phần thân của cái cốc này. Rồi các bạn sẽ nhanh tay úp cái phần cốc này xuống phần cái đĩa ở bên dưới như này nhé. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có một cái cốc như này này và cái phần đĩa ở bên dưới như này. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần quai nhé. Cái phần quai thì mình sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu cam này nhé các bạn. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn tờ giấy như này.
Sau đó mình sẽ dán vào đây phần khoai mà. Tiếp theo cái phần khoai dưới này dán vào đây. Thì trước tiên là mình sẽ phải cắt bớt nó đi đã. Nó hơi dài như vậy. Sau đó mình sẽ dán cái gốc vào đây. Mình dán cái khoai vào đây nhé. Cái này là cái khoai ở bên trên này. Mình sẽ dán vào đây. Rồi. Tiếp theo cái phần khoai ở bên dưới này. Đấy nhé, mình sẽ dán đi này. Được nó vào một chút nhé. Được, sau đó mình sẽ dán keo vào đây. Dán đi đây. Đây, như vậy các bạn sẽ thấy là đây là cái khoai của cái cốc của mình. Mình có thể cầm như này, trông hơi lỏng lẻo một tí. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đi làm cái phần nơ để trang trí cho cái cốc nhé. Thế các bạn có thể để cái cốc như thế này cũng được, hoặc là các bạn sẽ để như thế này. Thì mình sẽ để ngang như thế này để mình có thể nhìn thấy cái khoai như này nhé. Thì đối với cái phần nơ thì mình sẽ sử dụng cái tờ giấy màu xanh như này các bạn. Mình sẽ cắt thành hình vuông nhé. Đây mình sẽ cắt thành cái hình vuông như này. Đây mình đang có một cái tờ giấy hình vuông màu xanh lá cây này. Sau đó thì mình sẽ cắt các cái góc này của nó. Cắt góc này lên này. Mình có bốn góc, mình cách cắt bốn cái góc nó lên như này. Đây như các bạn. Rồi tiếp theo cắt phần này lên. Rồi sau khi mà mình đã cắt xong cái phần nơ này rồi thì mình sẽ gập đôi hai cái cạnh đối diện của nó vào với nhau như này. Đây các bạn sẽ gập lên như này cho mình. Gập lên đây nhé. Sau đó các bạn sẽ cắt vòng xuống. Các bạn cắt từ đây này. Các bạn sẽ cắt cong một cái đường xuống như này sang bên đây. Đây thì các bạn sẽ thấy hai bên này nó sẽ cong như này nhé. Sau đó các bạn sẽ mở ra này, các bạn sẽ dán hai cái góc của cái phần này vào đây nhé. Tiếp theo bên này các bạn gập vào đây và các bạn phải dán nó vào nhé. Đây là mình đang gập để cho các bạn dễ hình dung thôi. Sau khi các bạn gập xong thì các bạn phải dán nó lại này. Được, gập vào đây. Dán vào đây. Đây mình sẽ giữ một lúc như này để cho cái keo nó khô. Trong khi chờ đợi cái keo thì mình sẽ đi cắt cái phần nơ ở bên dưới như này nhé. Đây mình sẽ cắt được đầu nó như thế này. Cắt bằng nhau một tí nhé. Rồi cái phần ngược lại nhé. Thì các bạn sẽ cắt cho mình. Keo nó dính vào tay mình như này. Rồi còn cái phần này thì các bạn sẽ cắt như thế này. Cắt một đường thẳng. Một đường thẳng đây. Mình sẽ cắt cái đoạn này ra nhé. Cắt ra này. Tiếp theo bên này. Cắt nó ra. Rồi ok. Sau khi mà đã cắt xong cái phần này rồi nhé, thì các bạn sẽ lật cái phần này lại. Lật cái phần màu xanh này lại như này. Rồi tiếp theo cái phần đầu này, các bạn gập nó quay ngược lại đằng sau. Đây như này và sau đó các bạn sẽ cắt bỏ cái phần thừa này đi. Cắt bỏ cái phần thừa này đi và các bạn sẽ dán keo vào. Dán keo vào đằng sau để cố định cái phần nơ này nhé. Dán keo vào đây. Tiếp theo cái phần này, dán vào đây. Dán vào đây. Rồi ok. Giữ nó như này nha. Đây. Giữ như này. Rồi. Sau đó cái phần nơ này thì các bạn có thể cắt chéo nó đi một tí như này. Cái này cũng vậy nhé. Cắt chéo đi này. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần nơ này rồi. Sau khi đã xong cái phần nơ này thì mình sẽ đi dán cái nơ này lên trên cái cốc nhé. Đây mình sẽ dán cái phần nơ này lên trên cái cốc như thế này. Đây. Đây như các bạn, sau khi mà đã xong cái phần nơ này rồi thì mình sẽ cắt thêm một số cái hình tròn màu xanh lá cây nhé. Đây mình sẽ cắt một số hình tròn. Cũng cái màu xanh giống như là cái phần màu xanh của cái nơ nhé các bạn. Đây nhé, sau đó các bạn sẽ dán lên trên cái cốc này cho mình như thế này. Dán vào đằng trước thôi, còn đằng sau thì... mình cũng không nhìn đến lúc thì mình sẽ không cần dán cái phần đằng sau đâu.
cái phần này. Đó, vào đây. Đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để làm được một chiếc cốc này, một chiếc cốc mục cam này, và được trang trí thêm những cái đầu tiên là mình có một cái nơ đúng không? Một cái nơ màu xanh này, tiếp theo là có thêm ba cái hình tròn màu xanh ở xung quanh như này nữa. Trong cái chiếc cốc của mình, mặc dù nó trông nó rất đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó cũng rất là dễ thương nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chiếc mũ sinh nhật màu hồng rất là đáng yêu như này nhé. Chiếc mũ của mình thì được trang trí bởi cái một cục xốp ở bên trên như này, và được trang trí thêm những cái hình chấm bi màu trắng ở đây. Và hãy cùng mình làm chiếc mũ này nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chiếc mũ sinh nhật rất là đơn giản như vậy nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái cuộn kim chỉ màu trắng như này. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái compa này, một cái kéo này, và mình sẽ có thêm một cái keo nến như này. Đây sẽ là cái phần xốp nhũ và cái xốp bọc hoa quả để mình sẽ sử dụng làm cái cục bông ở trên đầu của cái mũ của mình nhé. Tiếp theo là những cái phần màu trắng này để mình sẽ cắt thành những cái hình tròn để mình trang trí lên thân của cái mũ của mình. Tiếp theo là cái phần tờ giấy màu hồng này, thì cái mũ của mình này nó sẽ có màu hồng nhé các bạn. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn thực hiện cách làm chiếc mũ sinh nhật này nhé. Thì đầu tiên, đối với cái phần tờ giấy màu hồng này, các bạn sẽ sử dụng cái compa này và các bạn sẽ quay cho mình một nửa hình tròn nhé. Đây, các bạn sẽ đặt cái tâm của cái compa vào cái ở cạnh của cái tờ giấy màu hồng như này. Và sau đó các bạn sẽ quay cho mình. Các bạn sẽ quay cho mình một đường tròn nhé. Một nửa đường tròn. Đây. Sau khi đã có được một cái nửa đường tròn này rồi thì các bạn sẽ cắt nó ra nhé. Các bạn sẽ cắt nó ra cho mình này. Đây, các bạn sẽ cắt cái nửa đường tròn này ra nhé. Sau khi mà đã cắt xong rồi thì các bạn sẽ cuộn nó vào cho mình như này. Để các bạn sẽ cầm hai cái đầu vào như này. Các bạn sẽ cuộn nó vào như này. Đây, như vậy là mình đã có một cái mũ. Một cái mũ như này các bạn. Đây, mình sẽ chỉnh lại một chút này. Đây. Đây sẽ là phần cái mũ của mình nhé. Sau khi mà mình đã có được cái phần thân của cái mũ này rồi thì mình sẽ dán nó vào như các bạn. Đây thì nó đang hơi bị lệch ra một tí này. Rồi mình sẽ dán keo vào nhé. Mình sẽ dán keo vào đây để cố định nó lại. Đây như các bạn. Dán keo vào đây. Rồi, thì đây sẽ là cái phần thân của cái mũ của mình. Tiếp theo là mình sẽ đi trang trí cho cái mũ này bằng cách là mình sẽ làm một cái cục bông ở phần trên đầu của cái mũ này. Tiếp theo là mình sẽ dán những cái phần màu trắng, phần chấm tròn màu trắng nhé, ở xung quanh cái mũ nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi làm cái phần cục bông để trang trí lên đầu của cái mũ này. Thì mình sẽ có những cái phần xốp bọc hoa quả như này nhé các bạn. Thì các bạn sẽ cuộn nó vào cho mình này. Đầu tiên là mình sẽ có cái lõi của nó màu xanh đi. Màu xanh. Tiếp theo các bạn bọc cho mình màu trắng vào. Cắt đôi nó ra. Các bạn bọc màu trắng vào như này. Các bạn có thể bọc một lớp cũng được. Bọc vào, cắt bớt được phần thừa đi. Rồi tiếp theo đến màu xanh lá cây nhé. Xanh lá cây như này. Rồi và cuối cùng màu đỏ, các bạn bọc vào bên ngoài cho mình. Đây. Sau khi các bạn đã bọc xong nó như này rồi nhé, thì các bạn sẽ buộc nó vào cho mình. Các bạn sẽ sử dụng chỉ này, các bạn sẽ buộc vào giữa của cái phần xốp bọc hoa quả này. Các bạn sẽ cắt nó ra này. Cắt cái phần dây này ra. Cắt cái phần chỉ này thì các bạn nên gấp đôi phần chỉ này vào cho mình để cho nó có cái độ chắc nhé. Đây, mình sẽ gấp đôi phần này và mình sẽ cuốn vào giữa. Cuốn vào giữa của cái phần xốp bọc hoa quả này. Và các bạn sẽ kéo nó như này cho mình để giữ cho nó chắc nhé. Rồi sau đó các bạn buộc nó vào. Các bạn buộc nó vào cho mình nhé. Buộc nó vào này. Được, tiếp theo bên này. Buộc nó vào nốt như này. Sau khi các bạn đã buộc xong nhé, thì các bạn sẽ đi cắt xung quanh nó để tạo thành một cái hình tròn cho mình. Cái cục bông thì nó phải có hình tròn đúng không? Thì các bạn sẽ cắt
để tạo cái hình tròn. Đây các bạn sẽ thấy ra cái cục bông của mình nó sẽ có mấy lớp màu như này cơ. Bốn lớp màu, màu xanh này, màu trắng này, màu xanh lá cây và màu đỏ như này. Đây, các bạn sẽ cắt ra này.